Ui, bộn quá cả nhà ơi. Cái này về mình lặt bỏ bụng, cái bắt đầu mình chiên bột ăn. Nhiều đó ăn cái ngại hết rồi. Chào cả nhà đến với kênh Liễu nha. Bữa nay em sáng sớm chuẩn bị xô với gỗ, mình đi ra đây dỡ mấy cái nút cả nhà. Có chuẩn bị thêm ca nước. Dài lại đằng kia mình dở cái vớn, bữa nay khui nước ra cả nhà ơi, rồi bắt đầu đặt cái vớn dưới cái tú ở luôn, cái tú ở dưới đường nước á, hôm qua đặt bữa nay cũng ngâm cá, mình dở rồi bắt đầu mình để cái xô ở đây, rồi một hồi nữa mình đi vô cỏ rồi về mình tách về, lựa chỗ nào mát mát mình cắm nó ở đó. Ồ, cái chỗ này sậy hết biết luôn, cái chỗ này sậy hết biết luôn cả nhà ơi. Thì chú đó lùa lục bình nha, lục bình trong kênh, trong kênh quá trời nhiều luôn. Bữa hôm chỗ này trống nè cả nhà, mà giờ sậy nó nhảy lên quá trời luôn á. Mình đi dạy lại đây mình dở cái nhà. Cái chú nó đang kỳ công mà lùa mấy cái lục bình ở dưới sông ra cái nhà, lục bình quá trời nhiều luôn, sụp bớt rồi. Bờ này giờ lên cỏ quá trời luôn. Đi nè, tới nè, dính không? Nó có gom xuống đường nước thiệt chứ. Hồi sớm là em có chuẩn bị cái xô nước đá nè, hồi đặng em đi nhổ cỏ em tranh thủ xuống đây em dỡ cái nấu này. Ôi, cá gì nghe dữ vậy? Cá dính nhiều lắm nè, nheo đặt quẹo con luôn á. Trời ơi, một màu cá luôn. Cái này đặt vô kho lạc ăn được cả nhà ơi. Cái đồng tâm không ạ? Tù cá cô non quá trời luôn. Ấp cái gù non không? Cái đồng tâm nó không vô ta? Vô cái gù non không à? Còn nheo con ở đây chân chắc ấp cái mùa. Cái này mà có cái lưới lụng tông văng cho đó gù non. Ấp biết cái gơm gì dữ vậy trời? Nó mắc xịn mất vọng gì dữ vậy? Hay là cá nhiều nặng dữ vậy? Cá đồng tông mà nó nheo uống mài mí mà của cái
núi luôn cả nhà. Hộp núi luôn. Trời ơi, sình không hả? Sình nữa đi. Đó, cái sình non nó vô đây kìa nè. Quá trời sình luôn. Không có cá bự vậy, hôm qua coi còn dính lươn với gắn rồi, bữa nay dính cái đầu con. Trời ơi. Con nè. Một xô cái vô non luôn. Cái này vô kho lẹ. Xong. Để cái đằng kia thêm một cái đằng kia nữa. Đi xong chắc có cá bự hơn. Cái ruộng thì cá nhỏ nhỏ gom vô. Sình quá trời luôn, lúng là bị lầy. Để cho nước đây đi chút trở về lấy. Còn gần kia một cái nữa là thằng kia giỡn cái nữa à. Đậu bữa nay nó bị héo tàn hết rồi cả nhà. Một hồi mình xuống dưới đó mình rửa. Mình rửa mà cái sình này luôn. Mình đổ nước luôn dạng nè. Điểm hồi để sình non gì mà nó ngợp á. Cái này miếng nào cũng khai nước ra chứ nè. Muốn kiếm cá vô non nào cũng dễ nha cả nhà. Nó gom xuống cái đường nước ruộng á. Đây một cái nữa nè. Cái này nó còn cái chỗ đường nước này nó còn nước hơi nhiều nè. Nên em đặt cái đằng kia trước đi rồi mới lại chỗ này. Cái này còn hơi đi đường rừng nữa. Okay. Hả? Trời ơi, bị đụng lỗ nữa. Có cá không đi mất mẹ, còn gì nữa đâu. Buộc ở đây đi, hồi nó đi về rồi nó còn cuốn chứ luôn cả nhà ơi. Bị lỗ rồi. Mấy bà cái
Ui bộn quá cả nhà ơi. Cái này về mình lặt bỏ bụng cái bắt đầu mình chiên bột ăn. Nhiều đó ăn cái ngại hết rồi. Thấy chưa, ăn cũng ngán lắm cả nhà, lâu lâu mới ăn một bữa thôi chứ không có ăn hoài nổi đâu. Cho nó đi vô miếng nước. Cái này thì trưa nay vô chắc giờ lên trên ruộng đặt mới có cá ăn, chứ để dưới đây không có cá ăn đâu. Thêm dài vô luôn cả nhà ơi. Dài vô em đi nhổ cỏ mới được. Nắng lên này để hồi không kịp nữa đây nè. Thêm dài vô luôn cả nhà, theo dõi clip dưới đây, đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp em nha. Đăng ký để theo dõi video tiếp theo của em nha. Bye bye.